Huấn luyện viên Nhật Bản tuyên bố thắng tuyển Việt Nam, vô địch ASEAN Cup. Huấn luyện viên Hajime Moriyasu của tuyển Nhật Bản tự tin đánh bại tuyển Việt Nam trong trận ra quân ASEAN Cup 2023, hướng tới chức vô địch của giải đấu. Huấn luyện viên Hajime Moriyasu khẳng định ông và các cầu thủ Nhật Bản không chủ quan khi đối đầu tuyển Việt Nam ở trận ra quân ASEAN Cup 2023. Lý do bởi tuyển Việt Nam đang được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên từng rất thành công với tuyển Nhật Bản trong quá khứ. Ông Philip Trucci từng làm huấn luyện viên trưởng tuyển Nhật nên rất hiểu rõ nền bóng đá của chúng tôi. Chắc chắn giờ này ông ấy đã phân tích xong tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên tôi và các cộng sự đã làm việc chăm chỉ để nghiên cứu tuyển Việt Nam. Vì thế trận ngày mai sẽ rất hay, huấn luyện viên Hajime Moriyasu nói. So với Việt Nam, tuyển Nhật Bản ở một đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Trong quá khứ, Samurai Xanh từng 4 lần vô địch ASEAN Cup. Hiện tại, đội bóng của huấn luyện viên Hajime Moriyasu cũng đang thể hiện một bộ mặt thi đấu đáng sợ với chuỗi 10 trận thắng liên tiếp. Để đi đến chức vô địch, Nhật Bản phải chơi 7 trận. Chúng tôi cần tập trung chơi tốt từng trận, giải quyết từng đối thủ, trong đó có tuyển Việt Nam. Chúng tôi đã sẵn sàng cho chiến dịch này, cố gắng mang về chức vô địch nhằm cổ vũ và khích lệ người dân Nhật Bản, huấn luyện viên người Nhật Bản nhấn mạnh. Huấn luyện viên Hajime Moriyasu tỏ ra lo lắng vì trước trận gặp tuyển Việt Nam, Nhật Bản không có được lực lượng mạnh nhất do nhiều cầu thủ gặp chấn thương. Trận tuyển Việt Nam vs Nhật Bản diễn ra vào lúc 18h30 phút ngày 14 tháng 1 trên sân vận động Al Thumama, Doha, Qatar. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.